Một con hamster Blox Fruit có gì? Sếp ơi, sếp ơi! Em có cái này cho sếp nè! Một con hamster! Cút teo à! Mà đem nó qua đây chi vậy? Em muốn dùng cái hamster này để đổi một ặc 50 cành VIP Pro trong số sếp đó. Xin thường thường thôi được không? Cũng được. Đây là một ặc 50 cành mà cũng khá là ổn trong shop ship.net nha em. Thứ nhất là sử dụng God Human thông thạo 350, thứ hai là sử dụng trái bột chưa thức tỉnh hết chiêu nè. Có trái Spirit, Laser, Lôi, Lớp, Chấn Động, bla 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 bla. Một số nguyên liệu hiếm mà chưa có mảnh gương. Thú cưng là để yêu thương nghe chưa, chứ không được đổi ặc nghe chưa. Ặc này ship sẽ tặng em luôn. Dạ em biết rồi, dạ em biết rồi. Cảm ơn ship nha.